xin chào các bạn mình đã kết nối sao kẹt vào máy tính rồi mình cũng đã kết nối mixer vào trong cái sao kẹt rồi thì hôm nay mình có một cái ý tưởng mình muốn chia sẻ các bạn về vấn đề về mình thu âm live stream có nghĩa là mình sẽ sử dụng các phần mềm live stream ví dụ như obs hoặc là phần mềm zoom À, hiện nay cái một số cái vấn đề về dịch bệnh đó thì à, à, các buổi họp các bạn chờ mình chút xíu có thể là 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 các bạn nghe ở trong cái 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 vật nó hơi nhiều được một hai alo một hai, hai, hai alo alo một hai cái cái những cái buổi họp à, hiện nay đó là người ta chủ yếu là trực tuyến các bạn ở các phòng ban các quốc gia hoặc các nơi họ đi lại rất là khó khăn bởi vì dịch covid hoặc là một số cái chương trình live stream biểu diễn âm nhạc à, hoặc một số cái chương trình à, à, thờ phượng của nhà thờ à, người ta tổ chức những buổi lễ thì người ta sẽ có những cái live stream như vậy để cho những người ở xa người ta không đến được nhà thờ được thì người ta có thể xem được à, cái live stream thì à, cái hôm nay á, là mình sẽ sử dụng cái cổng bớt trên bàn mixer uh, uh, Peringer X32 Compact để mình tạo một đường đi riêng cho livestream stream luôn các bạn. Có nghĩa là, mình lấy cổng bớt trên bàn mixer, hiện nay là mình đang sử dụng cái bớt 3 và bớt 4. Mình lấy cái cổng bớt đó, thì mình sẽ uh, gửi tín hiệu, ví dụ như mình muốn gửi tín hiệu... Uh, Uh, effect reverse, Qua trên livestream, người livestream có thể nghe được, mà nó không ảnh hưởng tới hệ hệ thống uh, FOH của nơi đó. Ví dụ như uh, bạn có một cái uh, một cái chương trình biểu diễn âm nhạc đi, ha. Thì cái chương trình biểu diễn âm nhạc thì ở trên cái loa chính đó, thì nó phải cần có echo, reverb thì nó bay bay cho người ta hát hoặc là người nghe, người ta có cái cảm giác nó nhẹ, nó phấn khích, đó thì nhưng mà ở trên livestream đó thì mình không được phép bơm bơm echo hoặc bơm vợt lên quá nhiều như vậy tại vì nó là âm thanh thu trực tiếp nên cái tiếng vợt cái echo nó rất là nhiều nó dẫn đến là mình nghe nó bay bay nó khó chịu mà nó giả giả đấy thì bởi vì vậy bởi vì vậy mình mình muốn gợi ý gợi ý về cái 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 cộng bớt để giúp các bạn có thể là uh, trên cái bảng livestream của mình các bạn gắn cái bạn kết nối mixer vào sau kẹt ở đây thì bạn nghe bằng headphone này bạn sẽ biết rằng á là ở trên headphone là nhạc cụ nào nhiều nhạc cụ nào ít các bạn hiểu ý của mình chưa có nghĩa là cái ý của mình ở đây là muốn là các bạn tạo ra một cái chương trình live stream riêng biệt các bạn gửi tín hiệu đi đến người nghe uh, là những cái smartphone là những cái điện thoại ấy thì những cái, à, những cái smartphone đó là nó cái loa của nó nó sẽ không có chịu quá nhiều âm bát. mà mình chỉnh theo cái cấu hình à, Foh là cái cấu hình mà chính mà để cho à, mọi người có thể nghe ở trong cái biểu buổi hòa nhạc đó mà mình cho nó gửi nó đi tín hiệu qua livestream luôn đồng cấp với livestream luôn thì như vậy đó, các bạn rất là dễ làm cho cái loa của người ta nó bị rè hoặc là cái loa tivi đi Ví dụ như là cái la TV của mình nó nhỏ quá mà các bạn ở cái chương trình trong cái chương trình đó mình làm á, mình cần phải bỏ bát để cho nó sống động mà mình lại gửi qua live stream cái cái tiếng đó luôn. Thì như vậy á thì nó không có theo cái đúng cái chuẩn. Vì vậy mình sẽ chỉnh ở trong bớt, mình chỉnh đầu ra, mình bóp cái đầu ra của 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 bớt. Bớt 3 bớt 4 là đầu ao đó các bạn. Mình sẽ chỉnh những cái đầu đó để giảm bớt cái lực bát đi để giúp cho những cái cái hoặc là mình chỉnh sửa một số cái tần số nào đó mình muốn người ta nghe cho nó rõ hoặc là cái micro của mình mình muốn cho nó rõ thì mình phải chỉnh riêng ha, cái đầu ao của nó để mình 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 xử lý thì uh, như như vừa rồi uh, cái clip uh, như vừa rồi mới cái 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 đầu tiên vào đấy đầu tiên vào thì các bạn nghe thấy mình mình có nói chuyện uh, là có echo có rever uh, nhưng mà mình hạ ở trên livestream á uh, thì nó xuống ở trên livestream thôi nhưng mà cái hệ thống biểu diễn của mình sẽ không bị mất các bạn ha. Thì bây giờ mình nó là nó nằm ở đây nè các bạn. Cái này mình sẽ nói sơ các bạn ha. À, cái này à, à, cái này là mình nếu có dịp nào đó các bạn nào muốn tìm hiểu về về cái vấn đề này có thể là ở trên giao diện thực tế hoặc đến cửa hàng của mình thì mình hy vọng là cái chia sẻ của mình nó sẽ chi tiết hơn và mình sẽ 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 có một cái gợi ý nó tốt hơn các bạn ha thì bây giờ mình chỉ làm sơ sơ để cho các bạn biết thôi hồi nãy thì mình mới giảm cái mới giảm cái 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 cái, cái eco vật thì bây giờ mình sẽ bơm lại ha các bạn để ý nè ở đây mình dùng bếp 3, bếp 4, 4, 3, 4, ha. 3, 4 này mình đang thiết kế cho nó là chữ like like ha, live stream đó. Mình sẽ mở nhỏ cái vấn đề like của mình này. Đó. Các bạn không nghe tiếng ha. Rồi đó, mình để ngay không là chuẩn luôn. Các bạn lưu ý nha, nó sẽ không bao giờ nó nó liên quan gì tới trong cái 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 phần main out để cho khách hàng nghe mấy cái loại sân khấu hết á. Cái này chỉ live stream thôi. Rồi. Thì bây giờ trong quá trình trong quá trình mình live stream mình muốn ca sĩ nó hát ít vật lại hoặc là mình bỏ vật cho nó thì ở đây nó có cái sen này sen rồi các bạn vào effect return các bạn chọn effect return là mình muốn gửi cái effect này qua bên 34 đấy thì mình chọn cái effect ví dụ như là mình đang sử dụng là revert là effect một đi mình chọn nó vô thì các bạn thấy ở đây nè khi bắt chọn ở đây á, thì các bạn sẽ thấy ở trên cái lô o ba bốn ở phần livestream á nó sẽ cái là F. X1L chuyển vào bit 3, FX1L chuyển vào bit 4. Đấy, mình thấy rõ ha. Tại bây giờ mình bơm thử nha. D 2 3 thì các bạn sẽ bơm vật nó vào. Rồi mình muốn bơm bơm vật con FX2 vào. Thì khi mà mình chọn ở bên này các bạn lưu ý nha, khi mình chọn ở bên 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 phía bên trái ở đây á là các bạn phải để ý cái mắt ở bên phía tay phải ra đây <laughs> để để mình thấy là fx2 nè Vào fx3 fx4 mình đưa đưa vào 2 3 4 5 6 7 7 2 đấy vật hơi nhiều à, mình thử làm một ví dụ mình đưa eco lên ha alo alo, alo, alo 1 2. 2 thật ra á <laughs> thật ra trong cái bản livestream mà mình đưa cái eco vô nó 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 kỳ lắm các bạn nó nó sao sao quá ví dụ như mình hát cao kê á thì cái đó là tùy sở thích mỗi người. Ví dụ như các bạn muốn hát ở trên mạng để mình đưa effect vô để cho mọi người nghe cũng có một số người thích vậy thì các bạn có thể bơm echo vào theo đúng chuẩn của mình cái đó là có thể là cái bạn mic cá nhân của mình các bạn ha à, thì à, cái đó là như vậy à, cái đó là 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 một trong những cái cái ví dụ rồi đó là cái phần effect ha thì bây giờ mình sẽ đến cái phần À, mình tắt send effect đây ha rồi mình sẽ vào phần phần của tầng mirror ở đây mình ví dụ ở đây mình có mirror không dây nè Miro có dây nè à, tất cả các mirror mình làm dấu ở đây hoặc là nhạc cụ à, ví dụ như mình nhạc cụ bass guitar hay saxophone hay cái gì đó mình muốn những cái cái này ha mình muốn những cái thiết bị này gửi qua live stream Thì trước mắt mình ví dụ nha Các bạn phải vào cái, cái 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 cái, trang của cái trang mà kết nối à, nhạc cụ ha Ở đây thì mình kết nối nhạc cụ từ 9 tới 16 Ví dụ như mình giờ saxophone đi Ví dụ như cái này, cái này nó đang biểu diễn đi à, Đang biểu diễn ở chính Và các bạn muốn gửi tín hiệu saxophone này qua live stream Rồi, trước mắt là các bạn uh, select nó vào đấy select nó vào sau đó các bạn send in đó. các bạn lưu ý nè hai cái này nó có tương hỗ với nhau tương đồng với nhau hai cái này đây hai cái này là có tương đồng với nhau thì khi mình select nó thì cái send in này nó đang hiểu là nó send in cho cái line này đây các bạn ha nó đang send in cho cái line này mình send in nha thì ở đây á, các bạn sẽ để ý nè Saxophone đang kết nối vào Saxophone ở đây là kênh 14 Kênh 14 gửi qua live stream Thì ở đây nó đã có mở qua live stream rồi đây là Nếu mà mình tắt cái này á, Thì saxophone ở trên bus line nó sẽ không có 14 chuyển qua bus Bus 3, bus 4 nó không có Thì nếu mà saxophone mà nó lớn quá Thì các bạn giảm nhỏ lại Và nếu nó nhỏ quá thì mình tăng lớn lên đó Rồi Miro cũng vậy Bây giờ mình cái cây Miro mình đang nói nè đây. cái cây Miro mình đang nói bây giờ mình thử mở lớn lên nó làm sao ha. Thì bây giờ thứ nhất là mình select nó. Mình select nó ha. Rồi mình cũng mở sending lên. Thì ở đây, ở đây, ở đây mình sẽ mở lên này À, tiếng nó to hơn thấy chưa? Mình giảm nhỏ. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lưu. Thì, thì các bạn sẽ thấy nó là như vậy Um, như cái này có get, get lưu 124. Uh, cái đó là, 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 là như vậy đó bạn. mình giả dụ đi. Giờ mình giả dụ như giờ cái 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 live mà cái cái micro này nó bị nhỏ đi mà các bạn các bạn đẩy luôn cả cái 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 phần phần của cái nếu mà bạn không chọn đường bớt bạn đẩy cái fader nó lên á... Thì cái... Cái loa chính của mình... Nó cũng lớn theo luôn... Như vậy... Nó rất là nguy hiểm các bạn... Đó... Thì... Uh, mình làm như vậy đó, Thì nó sẽ rất là tiện... Nhưng mà... Uh, nó chỉ cực là, là... Cực cái bước đầu... Để mình... Uh, cực cái bước đầu là... Để mình... Uh, Set up thôi... Tại vì... Uh, tại vì một... Một... Một cái chương trình á... Tại vì một cái chương trình... Mà để... Uh, làm live stream đó... Thì người ta phải set up trước... Rồi người ta lưu lại... Uh, Miro gì... Thì trong quá trình mình nghe bằng cái lỗ tai của mình nè... ấy, Mình nghe bằng headphone nè... Mình sẽ có một cái phòng riêng... Để mình live stream riêng... Mà mình thấy cái, cái, cái đó nó bị nhỏ tiếng quá đó... Thì các bạn làm live stream đó... Bạn có thể sử dụng... Uh, bus Để bạn... Canh chỉnh hoặc sửa chữa nó rất là nhanh... Hả... Huh? hoặc là tín hiệu đầu về nó mạnh quá thì các bạn có thể bóp nó lại ở đầu ao nó ra để giúp cho cái người nghe ở cái đầu live stream nó rất là rõ rất là hài hòa rất là chuẩn à, mình có thêm một cái chia sẻ nữa là là nếu, nếu mà cái người cái, cái bạn mixer cái bạn ngồi mixer làm chính đó thì cái bạn uh, uh, làm live stream có thể ngồi trên máy vi tính tại vì cái này nó kết nối wifi mà các bạn Đối với một mixer digital thì cái này nó kết nối wifi Thì khi mà kết nối wifi như vậy đó, thì uh, các bạn sẽ có thể sử dụng uh, iPad để mình chỉnh sửa riêng cho cái phần live stream, hoặc mình sử dụng máy tính, một cái máy tính nào đó để mình chỉnh sửa riêng cho cái phần bus không thôi. Có nghĩa là các bạn mở cái giao diện bus lên, các bạn điều khiển ở trong đó thôi, mà không ảnh hưởng gì tới những cái bạn làm FOH, làm chính ở, ở cái bàn mixer hết đó. Uh, các bạn uh, rồi đó là đó là một tổng hợp của uh, tổng hợp của 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 cái um, cái vấn đề về 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 livestream đó các bạn rồi mình thử ha mình tắt bớt vật ha đây đó làm lại một lần nữa ha tắt bớt vật đó nhiều vật một hai một năm sáu bảy tám rồi. với một cái uh, hy vọng với một cái chia sẻ như vậy thì uh, các bạn cũng có một cái uh, cho một số bạn nào uh, uh, muốn khám phá và muốn tạo cho mình một những cái gì đó mà nó nó chuyên sâu hơn à có một cái gì đó mà các bạn muốn muốn làm nó tốt hơn uh, Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau